Ngọc Hà xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã nhấn like và đăng ký kênh, lựa chọn hành trình tương lai để cập nhật tin tức mỗi ngày và theo dõi những phần nhân sinh cảm ngộ. Trước tiên là phần điểm tin chính. Hơn 800 người chữa cháy rừng ở Sapa. Thêm một cô gái 21 tuổi được Công an Hà Nội thông báo mất tích. Hỏa hoạn thiêu rụi siêu thị điện máy mới khai trương tại Hải Phòng. Xót xa cảnh mẹ bầu 8 tháng bê vác hàng tấn hàng ở Cao Bằng. Brazil ngừng nhập cá rô phi từ Việt Nam. Việt Nam tham gia cuộc tập trận hải quân đa quốc gia quy mô lớn tại Ấn Độ. Việt Nam lọt top 3 thị trường bất động sản được săn đón ở khu vực. Việt Nam tham dự triển lãm hàng không lớn nhất châu Á. Tàu Trung Quốc xâm phạm các lô dầu khí của Việt Nam ở bãi Tư Chính. Tin thế giới, số công dân bỏ trốn gia tăng mạnh, Trung Quốc thắt chặt kiểm soát xuất cảnh. Đài Loan tố hải cảnh Trung Quốc xông lên kiểm tra tàu Đài Loan gần các đảo tiền tuyến. Ông Zelensky nói tình cảnh Ukraine rất khó khăn, Canada tặng 800 UAV cho Kiev. Nga bắt một công dân bị cáo buộc quyên tiền cho quân đội Ukraine. Hamas thừa nhận mất 6.000 tay súng. Liên Hợp Quốc cảnh báo thảm họa nhân đạo ngày càng trầm trọng tại Sudan. 71 nhân viên bầu cử Indonesia qua đời vì kiệt sức. Khủng hoảng lên đến đỉnh điểm, hơn 6.400 bác sĩ Hàn Quốc đình công. Sau đây là nội dung chi tiết. Báo VnExpress đưa tin, hiện tại đám cháy rừng ở vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai đang tiếp tục lan rộng bất chấp nỗ lực dập lửa của các lực lượng cứu hộ. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 40 phút ngày 19 tháng 2, một đám cháy bùng phát tại khu vực đồi cỏ và rừng trồng tại tiểu khu 286 của vườn quốc gia Hoàng Liên. Đến khoảng 17 giờ, từ điểm cháy đầu tiên bùng phát thành 3 điểm thuộc tiểu khu 286 và 292A. Do điểm cháy nằm ở độ cao khoảng 1.900m so với mực nước biển, lớp thực bì dày, gió thổi mạnh và đổi hướng liên tục đã khiến khoảng hơn 25 hectare rừng tại khu vực vườn quốc gia Hoàng Liên bị cháy rụi. Giới chức Sapa cho biết đã huy động bổ sung lực lượng gần 840 người, trong đó 640 người trực tiếp tham gia chữa cháy để tiến hành khoanh vùng, không cho đám cháy lây lan sang khu vực rừng già. Tính đến thời điểm hiện tại, các lực lượng đã khống chế được 2 điểm cháy. Tuy nhiên, lực lượng chức năng tại các điểm này vẫn duy trì canh trực lửa, tránh bùng phát trở lại. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng thấp nóng phía Tây đang phát triển gây nắng nóng cục bộ cho các tỉnh vùng núi Tây Bắc Bộ. Đặc điểm của vùng thấp này là khiến không khí khô, nóng, độ ẩm không khí thấp, gây nguy cơ cháy rừng rất lớn. Truyền thông trong nước đưa tin, sau một ngày tìm thấy thi thể cô gái 21 tuổi trong phòng trọ bị sát hại, Công an thành phố Hà Nội vừa tiếp tục thông báo tìm kiếm một cô gái 21 tuổi khác bị mất tích. Cụ thể, nạn nhân là chị Vũ Thị Tâm, 21 tuổi, ở xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, về việc cô gái này đi khỏi nhà từ chiều 19 tháng 2 đến nay chưa thấy về. Khi đi, chị Tâm mặc áo màu vàng, quần bò màu xanh đậm, đi xe đạp mini màu đỏ. Nhà chức trách đề nghị người dân nếu biết hoặc nhìn thấy chị Tâm thì cần báo cho số điện thoại 0376 338 906 hoặc trang Facebook Công an thành phố Hà Nội. Tại một diễn biến khác, Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Hào, 20 tuổi, quê Bắc Giang, để điều tra về tội giết người và cướp tài sản. Bước đầu xác nhận nghi phạm sát hại cô gái nhằm cướp tài sản, không liên quan chuyện tình cảm. Theo điều tra, Hào đã học hết lớp 12 ra thành phố Hà Nội để học nghề nấu ăn, hiện tại là lao động tự do, chưa có việc làm ổn định. Ở địa phương, Hào chưa từng có tiền án tiền sự. Trước đó vào sáng ngày 19 tháng 2, Công an thành phố Hà Nội cũng tiếp nhận tin báo của gia đình chị Lê Thị Thúy Linh, 21 tuổi ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm về việc không thể liên lạc được với cô gái này. Chị Linh rời nhà từ chiều 16 tháng 2. Khi đi, cô gái 21 tuổi mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy Vision màu đỏ. Đến chiều 19 tháng 2, thi thể của nạn nhân được tìm thấy tại một nhà trọ ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Báo Dân Trí dẫn lời giới chức huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng cho biết, cơ quan chức năng vừa khống chế thành công đám cháy lớn xảy ra tại điểm kinh doanh điện máy tại xã Tú Sơn. Theo đó, vào khoảng 6 giờ 40 phút ngày 20 tháng 2, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát tại siêu thị điện máy Văn Hiền, hô hoán chữa cháy và gọi điện báo cho lực lượng cứu hỏa. Tuy nhiên, đám cháy nhanh chóng lan ra toàn bộ siêu thị rộng 12m, sâu 30m và sang ngôi nhà 3 tầng phía sau. Khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm cả khu vực rộng lớn. Anh Hoàng Việt, người chứng kiến vụ cháy cho biết, vợ chồng chủ siêu thị cùng một người nữa trèo thang từ cửa sổ tầng 2 ngôi nhà 3 tầng xuống con ngõ bên hông nhà lúc 6 giờ 50 phút. Lúc đó siêu thị đã cháy lớn, tầng 1 ngôi nhà 3 tầng đằng sau bị khói đen bao trùm. Một số đồ điện máy ở gần cửa được người dân đưa ra ngoài trước khi lửa lan rộng. Tại hiện trường, ngọn lửa và khói đen bùng lên dữ dội. Khi phát hiện cháy,
4 người ở trong nhà kịp thời chạy ra ngoài an toàn. Siêu thị bị cháy là nhà một tầng, mới khai trương hơn một tháng. Toàn bộ đồ điện máy trong siêu thị bị thiêu rụi, phần mái tôn đổ sập, tường ám khói. Chủ siêu thị cũng là chủ ngôi nhà 3 tầng bị cháy lan phía sau, thiệt hại ước tính 3 đến 5 tỷ đồng. Thưa quý vị, trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip với nội dung xót xa mẹ bầu 8 tháng ở Cao Bằng phải bê vác hàng tấn hàng để kiếm tiền nuôi con. Hiện đoạn clip thu hút hàng chục triệu lượt xem, chia sẻ, bày tỏ cảm xúc và bình luận từ cộng đồng mạng. Anh Hoàng Văn Khánh, sinh năm 1991, người đăng tải clip lên mạng xã hội cho biết, thai phụ xuất hiện trong clip có tên là Diễm. Anh Khánh cho biết, vợ chồng Diễm không có việc làm ổn định, ai gọi làm gì thì làm đó. Tôi đã đến nhà và biết hoàn cảnh gia đình Diễm, nên mỗi khi có việc tôi đều gọi vợ chồng họ đến làm. Khi Diễm mang thai những tháng cuối, tôi cũng không muốn thuê. Nhưng tôi gọi chồng Diễm đến thì Diễm luôn đòi đi theo để làm cùng. Nếu tôi không thuê thì vợ chồng cô ấy cũng không có tiền và sẽ phải đi tìm việc khác. Anh Khánh kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Mỗi lần xe tải chở hàng về, anh đều phải thuê nhân công bốc xếp hàng vào kho. Ở Cao Bằng, mức tiền trả cho những người bốc vác là 40.000 đồng trên tấn hàng, có nơi chỉ trả 30.000 đồng trên tấn. Nếu một ngày bốc vác được khoảng 12 tấn hàng thì vợ chồng Diễm sẽ có gần 500.000 đồng tiền công, nhưng không phải ngày nào cũng có thu nhập ổn định như vậy. Chia sẻ với báo Vietnamnet, chị Hoàng Thị Diễm, sinh năm 1994, nhân vật trong clip cho biết chị đang mang thai tháng thứ 8, con đầu của chị hiện lên 5 tuổi. Chia sẻ về đoạn video đang lan truyền, chị Diễm cho biết, thực tế chồng cũng bảo em nghỉ ở nhà nhưng em không đồng ý. Một mình chồng em làm sẽ rất vất vả, không thể lo hết được cho cả gia đình. Em có mệt cũng cố gắng đi làm để kiếm thêm đồng ra đồng vào sau này còn chăm con. Bây giờ được mọi người quan tâm là em vui rồi. Nhiều người hỏi số tài khoản nhưng bọn em làm ra tiền ngày nào tiêu ngày đó nên cũng không có số tài khoản để nhận ủng hộ của mọi người. Video về người phụ nữ mang bầu vẫn bê vác hàng tấn hàng trên vai đã lay động tới trái tim nhiều người và đang tiếp tục được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Liên quan đến lĩnh vực xuất khẩu, trang Reuters đưa tin Bộ Nông nghiệp Brazil vừa ra lệnh đình chỉ nhập khẩu cá rô phi từ Việt Nam để chờ xem xét các quy định y tế hiện hành. Nguyên nhân dẫn đến động thái trên được cho là do Bộ Nông nghiệp Brazil lo ngại sự xâm nhập của virus TLV có thể gây phương hại cho ngành nuôi thủy sản của nước này. Theo các tài liệu của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc và Tổ chức Thú y Thế giới, virus TLV gây ra dịch bệnh trên cá rô phi với tỷ lệ chết cao đến 90% trong đàn cá nuôi. Lệnh dừng này được đưa ra sau cuộc họp giữa Bộ Nuôi trồng và Thủy sản Brazil và đại diện của Hiệp hội Nuôi cá Brazil PCBA. Ngoài ra, trang Twitter cho hay, PCBA cũng quan ngại về sản phẩm cá rô phi nhập khẩu từ Việt Nam có sử dụng chất phụ gia polyphosphat để tăng trọng lượng phi lê cá một cách giả tạo. Chính phủ Brazil nói rằng, lệnh cấm nhập khẩu cá rô phi của Việt Nam sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi quá trình xem xét y tế hoàn tất. Phản ứng trước động thái trên, Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường Việt Nam thông báo và đề nghị các đơn vị, các cơ sở chế biến thủy sản trong danh sách xuất khẩu sang Brazil tạm thời dừng xuất khẩu cá rô phi sang thị trường Brazil theo yêu cầu nói trên, đồng thời chủ động cập nhật, nghiên cứu và tổ chức thực hiện đúng quy trình trong quá trình sản xuất, chế biến thủy sản và sản phẩm thủy sản xuất khẩu thị trường. Vào ngày 19 tháng 2 vừa qua, cuộc tập trận hải quân đa quốc gia quy mô lớn mang tên Milan kéo dài 9 ngày ở Ấn Độ đã mở màn với sự tham gia của khoảng 50 lực lượng hải quân các nước. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh môi trường địa chính trị căng thẳng, trong đó có tình hình an ninh đang xấu đi ở Biển Đỏ. Theo kế hoạch, hoạt động được chia ra làm hai giai đoạn, gồm diễn tập trên bờ và thực binh trên vùng biển phía đông thành phố. Hải quân các nước còn tham gia diễu binh đường phố, thi đấu thể thao, giao lưu và trao đổi văn hóa. Nước chủ nhà Ấn Độ huy động gần 20 chiến hạm, trong đó có 2 tàu sân bay và khoảng 50 phi cơ các loại cho cuộc diễn tập. Tham gia cuộc tập trận lần này, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã cử tàu hộ vệ hạng nhẹ 20 thuộc Lữ đoàn 172, vùng 3 Hải quân tham gia sự kiện, bên cạnh nhiều cường quốc như Nga, Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc và Iran. Ngoài việc xây dựng sự kết nối và tăng cường mối quan hệ, cuộc diễn tập trên biển được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường khả năng hợp tác trong thực hiện các nhiệm vụ giải quyết các thách thức chung trong tương lai. Liên quan đến lĩnh vực bất động sản, báo VnExpress vừa dẫn khảo sát của tổ chức CBRE cho thấy Việt Nam chỉ xếp sau Ấn Độ trong số các thị trường địa ốc mới nổi được săn đón ở châu Á-Thái Bình Dương. Theo đó, khảo sát trên được CBRE thực hiện vào 2 tháng cuối năm 2023. Khảo sát này hỏi về ý định và kế hoạch của nhà đầu tư tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong năm 2024. Kết quả cho thấy Việt Nam đứng thứ 2 trong các thị trường mới nổi được ưu tiên đầu tư, chỉ sau Ấn Độ. Xếp thứ 3 thuộc về Thái Lan. Theo CBRE, hai phân khúc thu hút các nhà đầu tư ngoại khi vào Việt Nam là bất động sản, công nghiệp và văn phòng. Hoạt động thương mại phát triển tại Việt Nam đã thúc đẩy nhu cầu quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần. Các nhà đầu tư đã nhận ra tiềm năng từ những động lực này nên rất quan tâm đến bất động sản, công nghiệp. Ngoài ra, chủ đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài cũng rất quan tâm đến đất dự án phát triển nhà ở.
nhiều nhà đầu tư đã tích cực tìm kiếm tài sản giảm giá hoặc của chủ sở hữu đang gặp khó khăn về pháp lý, nguồn vốn. Xu hướng này cho thấy khả năng phục hồi và sức hấp dẫn của phân khúc nhà ở tại Việt Nam. Bên cạnh đó, CBI đánh giá nhu cầu mua dự án bất động sản ở trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương còn khá yếu, trong khi nhu cầu bán dự án ở mức cao. Nhà đầu tư ở hầu hết các thị trường, điển hình như Nhật Bản, sẽ tiếp tục giữ động thái chờ đợi và quan sát trong nửa đầu năm 2024. Báo tin tức đưa tin, mới đây, nhận lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Singapore, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu, đã tham dự triển lãm hàng không Singapore lần thứ 9 từ ngày 20 đến 25 tháng 2. Tại triển lãm, đoàn đã tham dự lễ cắt băng khai trương, tham quan các gian hàng và xem trình diễn bay do Không quân Singapore, Ấn Độ, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Australia và một số hãng hàng không dân dụng quốc tế thực hiện. Trong khuôn khổ triển lãm, đoàn cũng có các cuộc gặp với một số đối tác để trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm và hợp tác song phương. Theo kế hoạch, triển lãm hàng không Singapore, Singapore Air Show năm nay khai mạc tại trung tâm triển lãm Changi với sự tham gia của hơn 1.000 công ty đến từ 50 quốc gia. Đây là sự kiện hàng không được tổ chức 2 năm một lần, có quy mô lớn nhất châu Á và thứ ba thế giới, chỉ sau triển lãm Le Bourget ở Pháp và Farnborough của Anh. Quay trở lại với những diễn biến mới nhất trên Biển Đông, theo ghi nhận của Sea Life Project, một tổ chức chuyên gia theo dõi tình hình Biển Đông có trụ sở ở Hoa Kỳ cho hay, vào hôm 18 tháng 2 vừa qua, Trung Quốc đã điều tàu hải cảnh đi vào khu vực các lô dầu khí của Việt Nam ở vùng biển Bãi Tư Chính. Sự kiện này diễn ra chỉ một tháng sau khi lực lượng hải cảnh của Trung Quốc điều tàu lớn nhất của họ với lượng giãn nước 12.000 tấn tiến vào vùng biển xung quanh bãi đá ngầm này. Những động thái gần đây của Trung Quốc đang biến khu vực này trở thành tâm điểm của sự đối đầu giữa nước này với Việt Nam trên khu vực Biển Đông. Được biết, Việt Nam là nước duy nhất có sự hiện diện ở khu vực bãi ngầm Tư Chính thông qua hệ thống 5 nhà giàn, được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 1989 đến năm 1995. Trong số đó, 3 nhà giàn vẫn được vận hành ở thời điểm hiện tại. Ngoài xây nhà giàn để khẳng định chủ quyền, Việt Nam cũng bắt đầu các hoạt động thăm dò dầu khí ở đây từ khá sớm, với việc dầu mỏ được tìm thấy lần đầu tiên ở bãi Tư Chính vào năm 1994. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã liên tiếp tìm cách cản trở các hoạt động khai thác và thăm dò dầu khí của Việt Nam ở khu vực này, khiến cho Việt Nam phải hủy các hợp đồng thăm dò với các công ty nước ngoài và chịu thiệt hại về tài chính. Đơn cử như trong năm 2020, Việt Nam đã phải hủy các hợp đồng thăm dò với hai công ty nước ngoài là Repsol và Noble, dẫn đến việc hai công ty này đệ đơn kiện đòi bồi thường. Theo các chuyên gia, bằng việc khiến các hoạt động thăm dò mới trở nên quá tốn kém và rủi ro, Trung Quốc đã thành công ngăn chặn Việt Nam mở rộng hoạt động. Tiếp theo đây là phần tin thế giới. Tin thế giới, số công dân bỏ trốn gia tăng mạnh, Trung Quốc thắt chặt kiểm soát xuất cảnh. Đài Loan tố hải cảnh Trung Quốc xông lên kiểm tra tàu Đài Loan gần các đảo tiền tuyến. Ông Zelensky nói tình cảnh Ukraine rất khó khăn, Canada tặng 800 UAV cho Kiev. Nga bắt một công dân bị cáo buộc quyên tiền cho quân đội Ukraine. Hamas thừa nhận mất 6.000 tay súng. Liên Hợp Quốc cảnh báo thảm họa nhân đạo ngày càng trầm trọng tại Sudan. 71 nhân viên bầu cử Indonesia qua đời vì kiệt sức. Khủng hoảng lên đến đỉnh điểm, hơn 6.400 bác sĩ Hàn Quốc đình công. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, số lượng người dân Trung Quốc tham gia phong trào bỏ chạy khỏi đất nước bằng cả phương thức hợp pháp và bất hợp pháp gia tăng mạnh. Theo lời chia sẻ của những công dân bỏ chạy, công dân Trung Quốc ở các tầng lớp kinh tế khác nhau đều đang lựa chọn những con đường khác nhau để bỏ trốn, phổ biến nhất là tới Hoa Kỳ. Ông Dương, một người Trung Quốc xa xứ ở Thái Lan cho biết, những người Trung Quốc có ý định bỏ chạy hầu hết đều đã rời đi sau khi Trung Quốc từ bỏ các biện pháp kiểm soát COVID-19. Hiện càng nhiều người có ý định bỏ chạy hơn, sau khi lo liệu với gia đình, con cái, địa sản và việc buôn bán kinh doanh ở Trung Quốc ổn thỏa, họ đều dần dần rời đi. Trong bối cảnh này, ông Trương, người vừa chạy khỏi Trung Quốc cho biết, khi họ rời Trung Quốc qua Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 9 2023, việc này diễn ra tương đối suôn sẻ và không có nhiều hạn chế. Tuy nhiên, kể từ đầu tháng 12 2023, Trung Quốc đã bắt đầu thắt chặt các hạn chế xuất cảnh. Trước đây, mọi người ở Trung Quốc đều có thể nộp đơn xin cấp sổ thông hành, nhưng bây giờ thì không được nữa rồi. Những người có sổ thông hành cũng không được phép gia hạn thêm. Mới đây, huyện Liên Giang ở tỉnh Phúc Kiến đã tổ chức cuộc họp khai triển nhằm trấn áp nạn buôn lậu sang Hoa Kỳ và kiểm soát những kẻ chủ chốt liên quan đến phong trào bỏ chạy trong huyện này. Theo ghi nhận, huyện Liên Giang là quê hương của người Hoa Kiều và là nơi nổi tiếng về buôn lậu người ra ngoại quốc. Sau 3 năm COVID-19, một lượng lớn người dân đã bỏ chạy và hầu hết đều trốn sang Hoa Kỳ. Theo đó, người dân địa phương cho biết chính quyền Trung Quốc sợ mất mặt nên giới quan chức cấp cao đang kìm kẹp quan chức địa phương. Nếu người nào bị bắt ở đó thì họ sẽ bị phạt đến mức khuynh gia bại sản.
Trước tình hình này, nhóm nhân quyền quốc tế Safeguard Defenders đã cáo buộc lệnh cấm xuất cảnh của chính quyền Trung Quốc và những lệnh khác là bất hợp pháp và vi phạm nguyên tắc tự do đi lại của tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền. Trong bối cảnh tình hình căng thẳng hai bờ eo biển leo thang, Đài Loan mới đây đã tố cáo hải cảnh Trung Quốc xông lên một chiếc tàu du lịch gần các đảo do Đài Loan kiểm soát. Báo cáo cho biết sự việc diễn ra vào ngày 19 tháng 2, ngay sau khi Trung Quốc công bố tăng cường hoạt động thực thi pháp luật quanh quần đảo Kim Môn. Theo thông tin từ chính phủ Đài Bắc, 6 sĩ quan hải cảnh Trung Quốc đã xông lên một chiếc tàu du lịch Đài Loan để kiểm tra tuyến đường của tàu, giấy chứng nhận và giấy phép của thủy thủ đoàn. Họ rời đi khoảng nửa giờ sau đó. Lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan cho biết do vùng nước nông nên tàu du lịch Đài Loan đã bị nghiêng về phía Trung Quốc trong hành trình. Theo đó, hai tàu tuần duyên Trung Quốc đã tiếp cận và đột nhập kiểm tra con tàu này. Trước vụ việc này, chính phủ Đài Loan đã kêu gọi Trung Quốc nên duy trì hòa bình và sự pháp lý ở vùng biển xung quanh Kim Môn, đồng thời khuyến khích người dân tránh tiếp cận vùng biển gần Trung Quốc. Hiện Trung Quốc chưa có bình luận về vụ việc này. Trở lại với tình hình chiến sự Nga-Ukraine, mới đây Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận nước này đang phải đối mặt với tình hình vô cùng khó khăn dọc theo tiền tuyến với Nga do sự trì hoãn viện trợ của các nước đồng minh. Ukraine cho biết quân đội đang thiếu vũ khí, đạn dược trầm trọng và tình trạng đang càng ngày xấu đi do các nhà lập pháp Mỹ vẫn trì hoãn gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ USD cho Kiev. Phát biểu sau chuyến thăm binh lính Ukraine ở vùng Kharkiv ngày 19 tháng 2, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh tình hình vô cùng khó khăn ở một số khu vực trên tiền tuyến. Lực lượng Moscow đang tận dụng sự chậm trễ trong trợ giúp Kiev để giành lợi thế trên thực địa ở Ukraine. Trong bối cảnh này, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Bill Blair đã thông báo về việc tặng 800 máy bay không người lái cho Ukraine. Đây là một phần của gói viện trợ trị giá 370 triệu USD mà Canada đã cam kết trước đó. Tại một diễn biến liên quan vào ngày hôm qua 20 tháng 2, tại thành phố Yekaterinburg của Nga, một công dân hai quốc tịch Nga và Mỹ đến từ Los Angeles đã bị bắt với cáo buộc phản quốc dưới hình thức gây quỹ cho lực lượng vũ trang Ukraine. Theo thông báo từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga, công dân này đã có liên quan đến hoạt động hỗ trợ tài chính cho một quốc gia nước ngoài và đe dọa an ninh của Nga. Cụ thể, từ tháng 2022, người này đã quyên góp tiền cho một trong các tổ chức của Ukraine. Số tiền này sau đó được dùng vào quỹ mua thuốc men và vũ khí cho quân đội Ukraine. Trước đó, các quan chức Nga cũng đã khởi tố một vụ án hình sự đối với một người dân ở Komi vì có hành vi chuẩn bị phản quốc khi có ý định tham gia chiến đấu cho lực lượng vũ trang Ukraine. Tiếp tục với tình hình chiến sự ở giải Gaza, mới đây tổ chức Hồi giáo Hamas, một tổ chức quân đội và chính trị của người Palestine, thừa nhận rằng đã mất khoảng 6.000 chiến binh kể từ xung đột với Israel bắt đầu, con số này chỉ tương đương với một nửa so với thông báo của Israel. Trước đó, Israel tuyên bố hạ gục 12.000 thành viên Hamas và thu giữ 1.000 khẩu súng của nhóm này trong một cuộc đột kích hồi tháng 10 năm trước. Đáp lại tuyên bố trên, một quan chức Hamas tại Qatar cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn và chúng tôi cũng vậy. Ông ấy có thể chiếm Gaza, nhưng Hamas vẫn đang đứng vững và chiến đấu. Ông ấy chưa đạt được mục tiêu nào dù là hạ trừ thủ lĩnh Hamas hay xóa sổ nhóm. Theo ghi nhận, đây là lần đầu tiên Hamas công bố một con số cụ thể về tổn thất của họ trong cuộc xung đột. Tuy nhiên, dù thừa nhận sức mạnh giảm sút, Hamas vẫn khẳng định quyết tâm chiến đấu và cảnh báo Israel về một cuộc chiến kéo dài. Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu cũng đẩy mạnh chiến dịch ở Rafah, bất chấp các cảnh báo từ cộng đồng quốc tế. Trong thông báo vừa đưa ra, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stephanie Dujarric tuyên bố có ít nhất 25 triệu người dân trên khắp Sudan, Nam Sudan và Cộng hòa Chad đang phải đối mặt với tình trạng nạn đói và suy dinh dưỡng do các cuộc xung đột lan rộng trong khu vực. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc cũng đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thảm họa nhân đạo đối với người dân Sudan khi đang thiếu hụt hàng trăm triệu USD kinh phí tài trợ. Theo đó, tổ chức này cho biết chỉ có thể ưu tiên cung cấp trợ giúp cho những người tị nạn mới chạy sang các nước láng giềng. Điều này đồng nghĩa với việc số người tị nạn trước đó sẽ không thể nhận được sự hỗ trợ. Bên cạnh đó, khoảng 18 triệu người dân ở Sudan cũng đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Nhiều người còn bị mắc kẹt trong vùng chiến sự. Hãng Reuters đưa tin, trong bối cảnh Indonesia vừa diễn ra một trong những cuộc bỏ phiếu bầu cử tổng thống lớn nhất thế giới, hàng loạt nhân viên tham gia hỗ trợ bầu cử vừa được xác nhận đã qua đời vì làm việc quá sức. Cụ thể, theo tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Quốc gia Indonesia, có khoảng 4.000 nhân viên, tình nguyện viên đã gặp vấn đề sức khỏe vì quá mệt mỏi khi tham gia hỗ trợ cuộc bầu cử tổng thống ngày 14 tháng 2 vừa rồi. Trong số đó, 71 người đã thiệt mạng vì kiệt sức. Theo ghi nhận, đây là một trong những cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất thế giới với gần 205 triệu cử tri Indonesia tham gia. Nước này đã huy động hơn 5 triệu tình nguyện viên làm việc tại 800.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Tuy nhiên, dù cuộc bỏ phiếu chỉ diễn ra trong khoảng 6 tháng, nhưng các tình nguyện viên phải làm việc liên tục để phân phát, kiểm đếm và báo cáo phiếu bầu. Công đoạn kiểm phiếu có thể kéo dài hơn 12 giờ sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa.
Trước đó, trong cuộc bầu cử năm 2019, hơn 500 nhân viên kiểm phiếu Indonesia cũng đã thiệt mạng vì kiệt sức. Chính phủ Indonesia sau đó đã áp giới hạn độ tuổi và bắt buộc tình nguyện viên kiểm tra sức khỏe trước khi tham gia hỗ trợ bầu cử. Thưa quý vị, tính đến hôm qua ngày 20 tháng 2, đã có hơn 6.400 bác sĩ thực tập Hàn Quốc nộp đơn xin nghỉ để phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh sinh viên y khoa của chính phủ. Các bác sĩ và sinh viên trường y cho biết, việc mở rộng số lượng này có thể ảnh hưởng xấu đến chất lượng giáo dục đào tạo. Họ cho rằng thay vì mở rộng tuyển sinh, chính phủ nên tìm cách cải thiện môi trường làm việc của các bác sĩ và phân bổ họ tốt hơn. Theo John Hap, động thái này đã làm dấy lên nguy cơ xảy ra khủng hoảng y tế khi hàng loạt ca phẫu thuật đã bị hoãn hoặc hủy tại các bệnh viện lớn ở Seoul cùng nhiều thành phố. Thứ trưởng Y tế Hàn Quốc Park Min-soo trong cuộc họp báo cùng ngày kêu gọi các bác sĩ thực tập không quay lưng với người bệnh, thêm rằng chính phủ sẽ cử người kiểm tra các bệnh viện để xem các bác sĩ có đình công hay không. Theo luật Y tế Hàn Quốc, các bác sĩ được coi là lực lượng lao động thiết yếu, không được phép dừng làm việc hàng loạt. Cảnh sát Hàn Quốc cũng cảnh báo có thể bắt những người xúi giục bác sĩ thực tập đình công. Hàn Quốc cho biết lúc này có tỷ lệ bác sĩ trên dân số thấp nhất trong số các nước phát triển và chính phủ đang nỗ lực tăng số lượng bác sĩ, một phần để khắc phục tình trạng xã hội đang già đi nhanh chóng. Như ảnh trên đã kết thúc phần bản tin tổng hợp và tiếp theo mời quý vị cùng theo dõi phần nhân sinh cảm ngộ. Quý vị kính mến, ngày hôm nay Ngọc Hà xin chia sẻ một chủ đề: điều gì thực sự là của bạn trong cuộc đời này? Con người sống trên thế giới này, không có thứ gì là ta có thể có mãi mãi. Tất cả mọi thứ đều chỉ là vay mượn để sử dụng. Ngay đến cả cơ thể chúng ta cũng vậy, cũng chỉ là mượn rồi sử dụng mà thôi. Và tới một ngày bạn rời xa thế giới này, thì những thứ đó cũng sẽ rời xa bạn. Tài sản của bạn sẽ vĩnh viễn là của bạn. Thật đáng tiếc, khi bạn ra đi, thì dù tài sản có nhiều hơn nữa cũng sẽ là của người khác. Ngôi nhà bạn mua sẽ mãi mãi là của bạn. Nhưng thật đáng tiếc rằng bạn chỉ có thể ở ngôi nhà này đến khi bạn còn sống. Bạn mua một cuốn sách, ký tên mình trên đó rồi đặt lên giá. Cuốn sách đó có nhất định là của bạn không? Nếu bạn chỉ coi cuốn sách là đồ trang trí, thì trên thực tế chúng không phải là của bạn. Chỉ khi bạn đọc cuốn sách đó, hiểu được hàm ý của nó mới thực sự thuộc về bạn. Tiền của bạn cho dù có nhiều như thế nào đi nữa, nhưng chỉ khi tiêu chúng mới thực sự chứng minh giá trị của mình. Dùng tiền đó đi mua đồ ăn sẽ giúp bạn không bị đói khát. Mang tiền đó đi mua nhà, bạn sẽ được tận hưởng sự thoải mái và ấm áp. Nếu bạn chỉ tìm cách giữ chặt tiền trong tay, bạn liệu có thể tận hưởng được nhiều điều như vậy không? Viên kim cương dù lớn thế nào đi nữa, nếu cứ mãi chôn dưới lòng đất thì nó cũng chỉ như là một hòn đá bình thường khác. Vàng bạc có nhiều đến mấy, nếu vĩnh viễn chôn dưới lòng đất thì đó cũng chỉ là mảnh đất vàng. Thời gian có quý báu đến đâu, nếu không biết nắm giữ và sử dụng thì cũng giống như gió thổi mây bay. Trên thế gian này có rất nhiều thứ. Nếu vĩnh viễn không được con người sử dụng, không được con người trân quý, thì nó cũng không đáng giá một đồng. Có những lúc thứ của bạn cũng là thứ của anh ta, thứ của anh ta cũng là thứ của bạn. Anh ta là người trồng cái cây này, bạn đồng thời là người tận hưởng sự trong xanh dịu mát không khí trong lành mà cái cây đó mang lại. Cái cây đó không phải như là của bạn sao? Những thứ tự bản thân bạn làm ra, cho dù nó ít thế nào đi nữa, nó cũng là của bạn. Những thứ hễ mà bạn đi tham nhũng chiếm dụng của người khác mà có, cho dù có nhiều đến đâu cũng không nhất định là của bạn. Dù có đắc được càng nhiều nhưng không dùng hết, thì sớm hay muộn nó cũng không phải là của bạn. Chỉ bằng hãy mang chúng đi chia sẻ cho người khác, ngược lại nó còn có thể mang danh là của bạn. Quý vị có cảm nhận gì với những chia sẻ hôm nay của Hành Trình Tương Lai? Hãy để lại bình luận suy nghĩ bên dưới quý vị nhé! Cuối chương trình, Ngọc Hà kính chúc quý vị thân mến của Hành Trình Tương Lai những lời chúc an lành, thân thương nhất. Chúc quý vị luôn có một tinh thần và sức khỏe tốt. Trong lúc thời gian rảnh rỗi, hãy thử tìm hiểu về một môn tu luyện khí công Phật gia theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn chúng tôi có đề xuất trên màn hình xem sao quý vị nhé. Môn tu luyện đầu tiên đồng truyền vào năm 1992. Kể từ đó, pháp môn này đã truyền rộng ra hơn 100 quốc gia, mang lại lợi ích về thể chất lẫn tinh thần và nâng cao chuẩn mực đạo đức cho 100 triệu người. Tuy rằng vẫn còn những tin đồn hiểu sai không đáng có về môn tu luyện này, nhưng chúng ta thật tỉnh táo sáng suốt để lựa chọn thiện ác phân minh. Và những giá trị tốt đẹp sẽ được lan tỏa. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị luôn theo dõi, đồng hành và đăng ký kênh. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!